Xin chào các bạn, đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu lắc 18K nha. Lắc dành cho cả nam và nữ nha các bạn. Giá bán đây là 3 triệu từ quận chỉ nha các bạn. Đây là những mẫu lắc mới nhất bên mình nha. Đây một cái lắc con ngựa đúng không ạ? Lắc này 7 chỉ 11 không? Cái là tầm khoảng 26 triệu nha. Đây. Siêu đẹp luôn các bạn. Con ngựa nè. Đây thêm một lắc bản con rồng đúng không ạ? Lắc này 5 chỉ 58 thôi. Cái là tầm khoảng 19 đến 20 triệu nha. Đây một lắc xích hai màu, lắc này hai lượng mốt nha, và hai lượng hai. Cái là tầm khoảng hơn 80 triệu nha các bạn. Đây một cái lắc bản con rồng siêu bự. Lắc này một lượng 6 hơn nha. Đây tầm khoảng 60 triệu nha các bạn. Đây siêu bự. Đây thêm một cái lắc này. Lắc xích một lượng 8 đến một lượng 9 nha. Lắc này tầm khoảng 70 triệu nha. Đây nó là sáng luôn ạ. Ồ, đây lắc bản con rồng eo về như vậy. Lắc này 7 chỉ 12 thôi. Cái này có 7 chỉ 12 thôi, tầm khoảng 25 đến 26 triệu nha các bạn. Đây rất là sáng luôn. Thêm một cái lắc bản này một lượng thôi các bạn. Lắc này có một lượng thôi, rất là đẹp luôn. Bên trong là kín hết luôn nha. Cái này tầm khoảng 35 triệu nha các bạn, hơn 35 triệu một xíu nha. Đây, thêm một cái lắc bản con rồng. Đây là đồng lúc nha các bạn. Lắc này 7 chỉ 93 gần 8 triệu rồi, tầm khoảng 30-31 triệu nha. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Đây, lắc này thì có 5 chỉ 57 thôi, cũng là lắc đúc nha, gọi là giả đúc của bạn. Cái này tầm khoảng 20 triệu một chiếc này nha. Lắc này thì nam nữ gì đeo cũng được luôn nha các bạn. Đây thêm lắc vảy cá này, lắc này xương trái nè. 5 chỉ thôi, 5 chỉ 61 nha, tầm khoảng 20 triệu một chiếc này nha. Cái này gọi là lắc xương trái nè các bạn. Đây rất là đẹp luôn. Đây một cái lắc xích lắc lại các bạn, một lượng hơn nè. Cái này tầm khoảng 36 triệu nha. Đây rất là đẹp, nó bự luôn các bạn. Đây thêm một chiếc lắc lại có rồng đúc nữa các bạn. Lắc này tầm 7 chỉ 76 này, thêm tầm khoảng 26-27 triệu nha. Đây là cái chốt của nó này các bạn. Đây một chiếc lắc Gucci. Lắc Gucci này cũng 7 chỉ hơn nha các bạn. Đây Gucci nó sáng luôn, nam nữ đi cũng được luôn nha. Hay hơn 7 chỉ tầm khoảng 26-27 triệu nha các bạn. Còn đây là một số mẫu lắc nhỏ này. Đây lắc xương cá mà tầm 3 chỉ hơn. Này tầm khoảng 12 triệu một chiếc nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Lắc này thì đeo rất là dễ đeo, nam nữ gì đeo cũng được luôn nha. Đây thêm một cái lắc lật, lắc này 5 chỉ 15. Này tầm khoảng 19 triệu nha các bạn, 18 đến 19 triệu một chiếc này nha. Đây lắc chữ lọc các bạn, chữ tài lọc nè. 3 chỉ 33 thôi, cái này tầm khoảng hơn 12 triệu chút xíu nha. Tầm khoảng 12 triệu rưỡi các bạn. Đây là chiếc lắc
cũng là dạng lắc lạch luôn, 5 chỉ 13. Cái mặt người đi các bạn, 5 chỉ 13, ngay tầm khoảng 18 triệu rưỡi đến 19 triệu nha. Hai chiếc lắc lạch dạng trên nữa các bạn, hai chiếc dạng trên luôn. Ngay mỗi dạng trên này cũng về hàng rất là nhiều nha các bạn. Lắc này lắc tầm 4 chỉ các bạn, tầm khoảng 10-15 triệu nha. Đây, chiếc này thì lắc lạch nai nữa bạn, chỉ nai Đức luôn. Lắc này 3 chỉ 30, tầm khoảng 12 triệu rưỡi nha. Lắc lạch về rất là nhiều, tại vì mẫu lắc này thì không bao giờ lỗi thời các bạn, ra ngoài luôn. Đây, dạng lắc này mình bán rất là chạy, chiếc tầm 3 chỉ hơn thôi, tầm khoảng 12 triệu nha các bạn. Ngày nhũ đeo thì rất là đẹp luôn, nữ hoặc là những người lớn lớn tuổi một chút xíu đeo thì rất là sang. Đây một vài mẫu lắc dạ đúc luôn, lúc này chắc tầm 6 triệu, tầm khoảng 22 đến 23 triệu nha. Mắt bi, mắt bi 2 chỉ đâu rồi, khoảng 7 triệu. Đây một chiếc lắc giả đúc nữa bạn, đây rất là sáng luôn, lắc này chắc 4 triệu luôn, 4 triệu 87 nha. Cái này tầm khoảng 17 triệu nha các bạn, đây rất là sáng luôn. Đây lắc hàng này con đuôi dê các bạn, đuôi dê nè, này có hơn 3 chỉ, hơn 3 chỉ tầm khoảng 12 triệu nha. Đây còn rất là nhiều lắc lập này, tầm khoảng 2 chỉ mấy tới 3 chỉ nha. Dập rồng nữa bạn, chữ nai nè, N nè, rất là nhiều nha, tầm khoảng hơn 7 triệu thôi, 7 triệu 2, 7 triệu 3 có thể mua được một chiếc lắc như thế này rồi nha các bạn. Nhiều mẫu luôn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.